nắm vững lý thuyết, thường xuyên ôn tập, cải tiến đổi mới, sẵn sàng chiến đấu. Đó là kết quả quá trình huấn luyện lái xe vượt các địa hình địa vật của tiểu đoàn xe tăng 1, lữ đoàn tăng thiết giáp 406, quân khu 2. Trong buổi huấn luyện lần này, các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1 sẽ sử dụng kỹ năng để lái những chiếc xe tăng T-54 trong biên chế của đơn vị qua những vật cản như bãi mìn, cầu vẹt bằng, bãi đánh phá, hào chống tăng. Dòng tăng T-54 có chiều dài 6,45m, chiều rộng 3,37m, khối lượng khoảng 36,6 tấn, chưa bao gồm vũ khí. Kiếp lái gồm 4 người và với động cơ V-55, loại xe tăng này có thể đạt tốc độ tối đa khoảng hơn 60 km/h. Xe tăng thiết giáp đã trải qua nhiều năm sử dụng, do vậy là yếu tố quan trọng và quyết định chính là công tác chuẩn bị về con người. Bên cạnh cái việc thường xuyên làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng và bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật của xe, thì đơn vị còn đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục, bồi dưỡng và truyền thụ những kinh nghiệm cho các thành viên kíp xe tăng. Ngoài dòng xe tăng T-54 trong biên chế của lữ đoàn tăng thiết giáp 406, còn có loại tăng bơi nước BT-76 dùng để hỗ trợ bộ binh tại những nơi có địa hình lầy lội, như sông ngòi, đầm lầy. Xe tăng BT-76 có khối lượng trung bình khoảng 15 tấn, nòng pháo hướng về phía trước, chiều rộng 3,15m, chiều cao 2,325m và một kíp chiến đấu có 3 người. Vì thường xuyên di chuyển trên nhiều địa hình đất đá và lầy lội, nên sau mỗi lần huấn luyện, xe tăng sẽ được cán bộ chiến sĩ đơn vị đưa về trạm bảo dưỡng, tiến hành kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ để tránh việc rỉ sét gây hỏng hóc. Sĩ quan chỉ huy xe tăng bơi nước thì tôi nhận thấy đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hoàn thành tốt được nhiệm vụ này thì phải tổ chức chuẩn bị chặt chẽ về cả con người và vũ khí trang bị, đặc biệt là về yếu tố con người, phải huấn luyện cho bộ đội nắm chắc được kỹ thuật sử dụng xe tăng thiết giáp, đồng thời phải chuẩn bị kỹ về xe, đặc biệt là xe tăng trong quá trình làm kín, phải huấn luyện cho bộ đội bảo đảm sức khỏe dẻo dai, có tinh thần chiến đấu bền bỉ, ý chí kiên cường, đồng thời phải nắm chắc thứ tự kỹ thuật động tác để giữ vững tính hiệp đồng trong kiếp xe. Lữ đoàn xe tăng thiết giáp hiện nay vừa là đơn vị binh chủng chiến đấu, vừa là đơn vị binh chủng kỹ thuật được giao quản lý sử dụng với một số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật, nhiều chủng loại, là lực lượng đột kích quan trọng trong tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, trong thế trận chiến tranh nhân dân, được trang bị các cái loại vũ khí, phương tiện hiện đại, có hỏa lực mạnh và sức cơ động cao, khả năng bảo vệ tốt. Để đáp ứng với cái yêu cầu xây dựng lực lượng tăng thiết giáp tinh nhuệ, gọn, mạnh và từng bước hiện đại, thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn thì xác định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là huấn luyện giỏi để luôn sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi. Bên cạnh việc tập trung huấn luyện thực hành để nâng cao trình độ khai thác sử dụng vũ khí chuyên dụng, lữ đoàn 406 thường xuyên tổ chức những buổi học lý thuyết nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, lữ đoàn 406 luôn giữ được hệ số kỹ thuật cho nhóm trang bị, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 1,0 và nhóm vũ khí trang bị kỹ thuật sử dụng trong huấn luyện đạt từ 0,95 trở lên. Tham gia hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân năm 2022, đạt giải nhì toàn đoàn.